Mỹ Giao xin kính chào quý cô chú và các anh chị. Hiện tại thì Giao đang có mặt tại xã Con Gang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Tại đây Giao xin phép được giới thiệu đến quý cô chú và các anh chị một lô đất rẫy cà phê có tổng diện tích là 3 hectare. Theo hướng từ ngã tư Nam Giang đi vào, ở phía bên tay trái Giao là lô đất có mặt tiền đường giáp với đường nhựa là 160m lận ạ. Và bên tay phải Giao là lô đất giáp với mặt tiền đường là 103m ạ. Phần cà phê của hai cái miếng đất này thì Giao thấy rằng là rất là tốt và xanh tươi luôn ạ. Tại khu vực này thì chất đất là đất đỏ ba gian tươi xốp và màu mỡ nha các cô chú và các anh chị. Hai cái lô đất mà giáp với đường nhựa như thế này thì mỗi lô chỉ có hơn 4 sào và Giao thấy rằng là nó hơi chiền một chút xíu thôi ạ. Còn hơn 2 hectare nằm ngay căn nhà luôn thì rất là bằng phẳng ạ. Và đây là cổng chính đi vào căn nhà của chúng ta, được chủ nhà đổ nhựa rất là kiên cố và bài bản luôn ạ. Và từ vị trí của căn nhà thì chạy ra trung tâm trường chợ, ủy ban nhân dân, trạm xá, nhà thờ, nhà chùa cũng như là ngã tư Nam Giang thì chỉ có 5km thôi. Và chạy ra trung tâm huyện Đắk Đoa là 7km và ra thành phố Pleiku là 15km ạ. Căn nhà của chúng ta đây ạ. Theo như Giao quan sát thì chất đất ở khu vực này khá là tốt, bởi vì là toàn bộ xung quanh và các cái khu vực lân cận, cây trồng được người dân trồng rất là phát triển và xanh tốt. Điều đó cho thấy rằng là khu vực này đất rất là tốt và cái khí hậu ở đây rất là mát mẻ và dễ chịu luôn ạ. Rất là thích hợp để chúng ta có thể vừa làm kinh tế trồng trọt chăn nuôi và vừa nghỉ dưỡng thì nó rất là khỏe và rất là thoải mái ạ. Trong lô đất của chúng ta thì có sẵn một căn nhà rất là kiên cố và rộng rãi, một giếng đào ở điện ba pha, có sẵn một cái nhà kho để mà chứa đồ và phía trước là một cái sân phơi rất là rộng rãi luôn ạ, phơi nông sản. Và bây giờ thì Giao xin mời quý cô chú và các anh chị chúng ta cùng vào căn nhà để mà khám phá cái căn nhà của chúng ta nhé. Căn nhà của chúng ta được chủ nhà xây dựng rất là rộng rãi và kiên cố, gồm một phòng khách, ba phòng ngủ, một phòng ăn và khu vệ sinh chung ạ. Rất là thích hợp cho một gia đình ở để sinh sống và làm kinh tế ạ. Vừa bước vào cái lô đất này thì Giao thấy rằng là chủ nhà dồn rất là nhiều tâm huyết và đầu tư rất là nhiều vào cái lô đất này. Bởi vì là mọi thứ được làm rất là bài bản, chỉnh chu và tỉ mỉ ạ. Thậm chí là cái lối đi ra khu vườn của chúng ta cũng được chủ nhà đổ nhựa rất là kiên cố và bài bản. Và điều đó cho thấy rằng là chủ nhà dồn tâm huyết và kinh phí ra cho cái khu vườn này tương đối là nhiều đấy ạ. Đây là phía bên hông của ngôi nhà nha các cô chú và anh chị. Có một cái hồ để nuôi cá nữa ạ. Và bây giờ thì theo cái lối đi chỉnh chu và xịn sò này thì Giao xin mời quý cô chú và các anh chị cùng Giao ra phía sau để khám phá các loại cây trồng trong khu vườn này nhé. Trong khu vườn của chúng ta thì cà phê là nguồn thu nhập chính của gia đình với tổng số lượng cây là 3.800 cây. Giống cà phê trước đây là 1.600 cây, còn cà phê viện, cà phê giống mới thì là 2.200 cây. Với các loại cây ăn trái như là sầu riêng, mít ruột đỏ, chôm chôm là 100 cây. Cà phê năm ngoái thì chủ nhà thu hoạch với tổng sản lượng là 13 tấn cà phê nhân nha các chú và các anh chị. Còn đối với các loại cây ăn trái trong vườn thì như là bơ bút thì chủ nhà thu hoạch cũng được là 3 tấn nha. Theo như Giao quan sát thì Giao thấy rằng là các loại cây trồng trong khu vườn này được chủ nhà chăm sóc rất là kỹ. Và điều đặc biệt đó là chỉ một bàn tay người phụ nữ làm nên cái khu vườn này đó, thưa quý cô chú và các anh chị. Rất là đáng khâm phục và đáng để học hỏi đúng không ạ? Và cà phê thì rất là sai trái và rất là đạt năng suất. Từ việc trồng trọt, tưới, bón phân, chăm sóc cây và các cái công đoạn khác thì toàn bộ là một mình chị chủ nhà làm. Một người phụ nữ mà quá giỏi giang, quá đảm đang đúng không ạ? Vì có nhu cầu chuyển về quê gần bố mẹ cho nên là chị muốn bán nhanh cái lô đất này cho quý cô chú và anh chị nào thực sự có đam mê trồng trọt, đam mê làm vườn,
Sau những năm đại dịch Covid xảy ra thì hầu như ai cũng chú trọng đến cái vấn đề đầu tiên, đó là sức khỏe. Thế nên là chúng ta nên có những cái mảnh đất ở xa thành phố hoặc là những cái khu vực ở nông thôn để chúng ta nghỉ dưỡng. Vừa nghỉ dưỡng và vừa làm kinh tế lại mang lại cái nguồn thu nhập ổn định nha quý cô chú và các anh chị. Vừa rồi thì Giao đã giới thiệu sơ lược về lô đất rẫy cà phê và cây ăn trái có tổng diện tích là 3 hectare thuộc xã Con Gang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Quý cô chú và các anh chị có nhu cầu chọn vườn để trồng trọt và chăn nuôi thì hãy liên hệ đến kênh Nhà đất Gia Lai để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Và mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 0868021102. Xin quý cô chú và các anh chị hãy theo dõi và đăng ký kênh để chúng tôi có thêm động lực ra nhiều video hơn. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại.